Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc váy yếm cho bé gái. Ở đây mình sẽ móc tầm khoảng 2 tuổi, từ 1 cho đến 2 tuổi. Nếu các bạn muốn chính xác thì mình sẽ đo sẵn sẵn mấy cái chỉ số á, khi mình móc sẽ dễ hơn. Nên ở đây mình sẽ sử dụng thước dây nè. Nguyên liệu chúng ta sẽ dùng có là hai cuộn len màu. Ở đây cái phần áo mình sẽ móc màu trắng và phần váy mình sẽ móc màu xanh da trời. Ở đây mình sử dụng cây móc số 4, kéo và thước dây như mình đã nói. Len ở đây mình sẽ sử dụng len sợi cô tông giống như là sợi hai sợi chỉ nha các bạn. Tại vì móc phần này nó sẽ rất là nó mát hơn, nó không bị nóng như cái phần len mew hay là len baby. Nếu mà những bé ở mấy cái chỗ mà vùng nóng á thì các bạn cũng có thể móc được, không sợ nó quá nóng. Còn nếu mà các bạn ở muốn trời mát á, muốn cái len nó dày hơn, các bạn có thể sử dụng len mew hoặc là len baby nha các bạn. Do ở đây mình sử dụng len cô tông nên cái phần len nó sẽ không được giãn, nên cái phần đo mình sẽ đo trừ hao hơi giãn chút xíu. Còn nếu mà cái len mà các bạn sử dụng len mew hay len baby, các bạn có thể giữ nguyên chỉ số để cái váy nó sẽ ôm hơn, nó sẽ đẹp hơn. Còn các bạn có thước dây, ở đây mình sẽ sử dụng thước dây nè để đo sẵn cái chiều mấy cái chiều dài của bé nên dễ. Để mình ví dụ cho bạn chỗ đo luôn, tại vì ở đây mình sẽ sử dụng áo yếm á, nên cái phần lưng ở phía sau này, phần lưng ở phía sau ngay chỗ từ phần nách xuống ấy, là nó sẽ không, chúng ta sẽ không móc ở phần này, chúng ta sẽ móc ở phần trước đây thôi. Các bạn sẽ đo cho mình ngay chỗ từ ngay chỗ hai cái mé xương của trước ngực ấy, đo ngang qua luôn. Đo bằng đo ngang ở trên đó trước là bao nhiêu cm. Nếu mà ở đây mình móc cho bé tầm 2 tuổi ấy, thì sẽ là 22 cm. Rồi các bạn đo cho mình ngay chỗ cái từ đó cho xuống chiều nách, nách ở dưới tai này nè là bao nhiêu cm. Mình đo sẽ là từ 10 nè, đây nè, làm từ 10 cho đến 11 cm ở phần này. Rồi từ phần từ nách xuống dưới eo đây á thì các bạn đo sẵn cho mình luôn. Còn các bạn đo trước ở đây nè, ngay chỗ từ cái phần mà chúng ta đo xuống tới eo là khoảng tầm từ 22 cm. Rồi từ cái eo xuống với cái váy đầu gối tới đầu gối cho bé là tầm 20 cm, thì sẽ tổng cộng là 42 cm. Còn anh chủ từ cái phần dưới cái nách chút xíu á, ở phía sau chúng ta là yếm, nhưng mà chúng ta sẽ móc lút hết cả cái dòng bụng luôn, nghĩa là chúng ta chỉ chừa trống ở phía sau lưng thôi. Nên chúng ta sẽ đo luôn cho mình cái dòng bụng, mình đo sẽ là 52, tại vì cái phần bụng nó sẽ của thường của bé nó sẽ to hơn cái phần eo, nên mình sẽ đo luôn phần bụng nha các bạn. Là đo 52, chúng ta sẽ móc hết vòng tròn, chúng em là vòng tròn cái người luôn. Đây, vòng tròn hết luôn. Mình hướng dẫn lên đây cho nó các bạn dễ tiện. Ở đây mình móc cái phần trước á, nên cái rộng hay là chật không cần quan trọng, tại vì phần yếm mình sẽ là cục dây á, nên các bạn không sợ nó sẽ là quá rộng như các bạn. Rồi. Rồi bây giờ các bạn cứ theo cái chỉ số đó rồi các bạn cứ móc, nó sẽ rất là tiện. Ở đây thì chúng ta những móc chúng ta sẽ sử dụng là mũi kép, mũi tăng và mũi giảm. Ở đây để tạo cái phần mà yếm cho bé như như cái để tạo cái phần yếm cho bé như thế này, chúng ta sẽ sử dụng mũi tăng, nhưng mà mũi tăng ngay chân bính nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện. Đầu tiên các bạn gầy lên cho mình một mũi như thế này. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình 34 bính. 3 nè, 4, 5 nè. Rồi đây. Các bạn móc cho mình mỗi chân mũi là một mũi kép. Chúng ta sẽ đâm vào chân bính thứ 3 nha các bạn. Các bạn móc cho mình những chân mũi còn lại là mũi kép hết nha các bạn. Đây, khi móc xong hàng đầu tiên như thế này, chúng ta sẽ có 32 mũi và một chân bính, thì tổng cộng sẽ có là 33 mũi như thế này. Tiếp tục ở hàng thứ hai, chúng ta vẫn sử dụng mũi kép. Đây, khi các bạn xoay ngược phía sau, móc cho mình lên hai bính. Tiếp tục các bạn móc cho mình một mũi kép ngay cái chân bính chúng ta đã móc lên như thế này. Mình sẽ zoom lại cho các bạn nhìn rõ hơn. Đây, như thế này. Chúng ta sẽ đâm ngay chân bính luôn một mũi kép.
này như thế này đó, rồi tiếp tục những mũi bính còn lại chúng ta vẫn móc, những chân mũi còn lại chúng ta vẫn móc mũi kép bình thường. Chúng ta chỉ tăng mũi vào hai mũi ở đầu ở bên đây thôi, chúng ta sẽ móc ở đây như thế này. Các bạn tiếp tục móc cho mình 31 mũi kép còn lại nha các bạn. Khi móc xong 31 mũi kép như thế này, các bạn tiếp tục ở cái mũi cuối cùng ở đây, chúng ta sẽ móc ngay cái chân bính chúng ta lấy này, trên mũi thứ hai của chân bính á, móc cho mình thêm một mũi kép nữa. Rồi tiếp tục móc cho mình thêm một mũi kép, có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ móc một mũi tăng ở đây để tạo cái đường chéo như thế này. Đây, tạo đường chéo như thế này cho cái váy. Đây, tiếp tục chúng ta được sẽ có thêm là chúng ta sẽ tăng hai đầu ở đây và móc ở giữa là bình thường. Hàng đầu tiên chúng ta sẽ là 32 mũi, hàng ở giữa chúng ta móc thêm là 31 mũi kép, sau đó tăng hai mũi ngoài cùng. Hàng thứ ba chúng ta sẽ cộng thêm hai mũi ở đây sẽ là 34 mũi, chúng ta sẽ tăng ở hai mũi ngoài cùng, tiếp tục như thế này. Các bạn vẫn lên cho mình hai bính và móc tiếp cho mình tăng một thêm một mũi kép ngay chân bính như thế này nữa. Sau đó chúng ta sẽ móc thêm là 33 mũi kép bình thường. Sau đó chúng ta sẽ tăng móc một mũi tăng ở mũi cuối cùng như ở hàng 2 như vậy. Các bạn móc như vậy cho đến hết hàng. Và chúng ta sẽ móc ngay ở cái phần này là chúng ta đang móc cái phần nách của cái yếm á. Nên tùy thuộc vào số đo của bé, nếu các bé đo nhiều khi là 10, 11 hoặc 12 cm, chúng ta sẽ dựa vào đó. Khi các bạn móc xong thì các bạn sẽ đo ngay chỗ chiều này nè, đi xuống là đủ cái cm của bé chưa. Nếu chưa đủ chúng ta sẽ móc thêm hàng, còn không còn đủ rồi chúng ta sẽ dừng lại. Ở đây mình móc cho bé tầm 2 tuổi á, thì mình sẽ móc tầm từ 12 cho đến 14 hàng. Các bạn móc tương tự từ hàng thứ ba trở đi á, cũng giống như hàng 1, hàng 2 thôi, chúng ta chỉ tăng ở hai ở mũi ở ngay chỗ chân bính nè. Hai mũi từ đầu hàng, ngoài đầu hàng, một tăng một mũi ở cuối hàng. Những mũi còn lại chúng ta đều sử dụng mũi kép bình thường, không tăng không giảm nha các bạn. Các bạn cứ móc như vậy cho đến đủ số đo của bé thì thôi. Ở đây mình sẽ móc là 14 hàng nha các bạn. Các bạn sẽ móc cho mình làm thêm 11 hàng nữa. Tính hàng đang móc ở đây là 12 hàng nữa, là tổng cộng sẽ là 14 hàng nha các bạn. Phần trước chúng ta sẽ như thế này. Này, đây là phần trước của cái váy. Tiếp tục các bạn móc thêm cho mình hai hàng bình thường nữa, có nghĩa là móc thêm cho mình hai hàng mũi kép. Mỗi chân mũi là một mũi kép, chúng ta sẽ không tăng không giảm gì hết nha các bạn. Mỗi chân mũi là một mũi kép. Như vậy các bạn móc cho mình thêm hai hàng nữa. Rồi. Này, các bạn lên cho mình hai bính và móc mũi kép bình thường như thế này. Các bạn lưu ý nha, để vừa cái phần á, các bạn đo ở đây nè, chiều dài ở đây là 11. Nếu mà bé lớn thì các bạn cũng có thể tăng lên từ 11 đến 12 cm, còn bé nhỏ thì tầm khoảng ở đây mình làm 2 tuổi thì tầm 10 cho đến 11 cm. Các bạn thấy đo vừa rồi thì chúng ta sẽ dừng lại. Các bạn sẽ móc thêm cho mình hai hàng mũi kép, mỗi cho mũi là một mũi kép như hồi nãy mình đã nói. Các bạn móc như vậy cho đến hết hàng. Các bạn móc hai hàng xong rồi các bạn sẽ dừng lại để chúng ta sẽ móc các phần từ phần yếm này đi xuống, để chúng ta móc phần bụng cho đến eo. Cái phần này thì chúng ta sẽ móc trọn luôn, chúng ta sẽ móc trọn người luôn chứ không có móc qua phần trước như thế này nữa. Rồi phần này thì các bạn khi móc xong như thế này, các bạn lưu ý các bạn đo cho mình ở chỗ phần bụng á là hết luôn, hết phần bụng của bé là bao nhiêu. Nếu mà các bạn có thể lấy số đo là bình thường cho bé gái á, thì từ khoảng 1 tuổi rưỡi cho đến 2 tuổi hơn á,
thì các bạn sẽ từ 52 cho đến 53 cm. Chúng ta sẽ dựa vào số liệu đó để chúng ta móc để vừa cho bé. Còn nếu bé nhỏ thì các bạn cứ đo theo cái chỉ số các bạn móc nha các bạn. Đây, khi móc xong thì chúng ta được 16 hàng như thế này. Tiếp tục các bạn sử dụng thước dây nè, đo cho mình cái phần bụng. Phần bụng cho bé tầm từ 52 đến 53 cm. Ở đây mình sẽ sử dụng là 52 cm để đo phần bụng cho bé. Hoặc là sử dụng 53 đi, phải trừ hàng phần 1 cm. Đó là sử dụng 53 cm như thế này là phần bụng của bé. Để các bạn muốn mình cái số liệu đây nó chính xác thì các bạn có thể sử dụng thước đo để đo bụng cho bé. Ở đây mình sử dụng cho bé 2 tuổi thì mình sử dụng 53 cm để nó phần cái váy nó sẽ rộng rãi hơn. Tại vì ở đây mình sử dụng len cotton á. Còn nếu các bạn sử dụng len mil cũng có thể sử dụng từ 51 đến 52 cm. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ lấy phần gấp đôi cái phần bính như thế này. Các bạn đếm nè: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Tính chân bính là 59, 58. Chúng ta sẽ gấp đôi lên thì chúng ta sẽ móc thêm 58. Các bạn cộng thêm cho mình 4 bính dư á là 62. Các bạn móc lên cho mình 62 bính. Để bắt đầu chúng ta sẽ làm cái phần lưng cho cái váy. 1 nè, 2, 3, 4. Các bạn lưu ý nha, khi móc á, các bạn nên nới lỏng cái sợi len, đừng có kéo quá chặt, cái gì nó len sẽ cứng. Với lại nhìn nó chật nó sẽ không có đẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nè. Đầu mình sẽ nói là 62 bính á. Bây giờ các bạn tăng lên cho mình thêm 3 bính nữa là 65 bính. Do đây mình sử dụng loại sợi len mỏng á, nên mình muốn trừ hao cho nó phần bụng của bé thì nó hơi rộng chút xíu, nó không có quá chật. Các bạn cứ đây nè, các bạn lấy phần dây ra, rồi bạn lấy thước dây bạn đo. Tại vì lúc đầu mình đã nói là phần bụng của bé tầm khoảng 52 cho đến 53 cm như thế này. Đây mình trừ hao đây nè là 52 nè, nên mình sẽ tăng lên 65 bính. Còn nếu các bạn sử dụng là len baby hay là len mil á thì nó sẽ giãn hơn. Các bạn cứ lúc nào đo các bạn hơi kéo chút xíu, hoặc là không cần kéo cũng được, các bạn cứ móc đủ 65 bính xong các bạn đo thử bằng thước dây. Tại vì cái áo len thì cho nó vừa vặn nó đẹp hơn là quá chật hay là quá rộng. Rồi tiếp tục thì các bạn rồi sử dụng cho mình một mũi dời ở đây. Các bạn móc cho mình ngay cái chân bính này nè. Cái bính chúng ta móc hai bính đúng không? Trên bằng bằng móc ngay chỗ chân bính thứ hai ở đây. Đây mình lấy niết rõ lên cho các bạn dễ nhìn nha. Đây, cái bính ở chân bính thứ hai như thế này. Này. Rồi các bạn móc cho mình một mũi dời. Mũi dời chứ. Để chúng ta nối lại, để chúng ta làm cái thân phía dưới của cái váy đó là như thế này. Rồi sau đó tiếp tục như thế này các bạn. Rồi các bạn xoay ngược lại, các bạn móc cho mình ở đây. Mình sẽ móc tổng cộng ở đây thì mình sẽ móc ở đây tất cả các chân mũi đều là mũi kép. Các bạn có thể nếu các bạn muốn dễ thì các bạn cứ đo cái chỗ từ cái phần mà cái cánh này xuống này là tầm 11 khoảng gần cái nách đúng không, là xuống tới cái vùng bụng. Tới vùng bụng chúng ta sẽ móc tới cái vùng bụng, sau đó chúng ta sẽ hơi bóp lại ở phần eo để cho cái váy nó đẹp hơn. Không thì các bạn cứ móc như vậy cho đến cái phần hơi hông á, để chúng ta sẽ móc cái phần váy ở dưới. Rồi bây giờ các bạn cứ móc trước cho mình một hàng trước. Các bạn móc cho mình một hàng mũi kép trước. Đấy, bạn móc cho mình lên hai bính như thế này. Ở đây các bạn móc mỗi chân mũi là một mũi kép.
như thế này đó, mỗi chỗ mũi là một mũi kép, thì các bạn cứ móc cho mình như vậy cho đến hết hàng như thế này. Ở cái phần mới bính chúng ta là cũng tính như vậy, các bạn móc đây này, một ở đây là một bính là một mũi như thế này đó. Rồi các bạn cứ móc cho mình như vậy cho đến hết. Đây khi bạn móc xong sẽ như thế này, chúng ta sẽ có được một hàng như thế này đó. Tiếp tục các bạn cứ móc cho mình, đây mình sẽ cỡ đo. Các bạn sẽ móc cho mình, lúc đầu mình cũng đã đo cái chiều dài từ cái phần yếm xuống dưới là 22 cm. Đây sẽ như thế này, thì trung bình thì các bạn móc thêm cho mình từ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, các bạn móc thêm cho mình thêm 8 hàng nữa, thì mình cứ móc trước 8 hàng, sau đó các bạn cứ đo thử trên người bé thử có vừa không. Ở đây mình sẽ móc trước 8 hàng nha các bạn, cộng thêm một hàng này là 9 hàng. Rồi chúng ta sẽ đo tiếp tục. Như vậy xong, các bạn lấy thước dây á, các bạn đo cho mình từ cái phần yếm xuống dưới. Tại vì cái phần cho bé tầm 2 tuổi là khoảng 22 cm. Nếu mà các bạn muốn chính xác, các bạn có thể đo từ cái phần yếm xuống cái phần eo á, eo của bé á, là 22 cm. Thì các bạn cứ đo trước, lúc đầu mình đã móc và 9 hàng như thế này. Nếu mà các bạn thấy ngắn thì các bạn sẽ móc thêm cho mình 2, 4, 6, 8, 9, 9 hàng như vậy. Bắt đầu chúng ta sẽ móc thêm. Ở phần này là cái chỗ phần 9 hàng đó, là cái chỗ phần hông như thế này. Bắt đầu chúng ta sẽ móc phần bụng. Tại bình thường bụng của bé sẽ to hơn, nên các bạn sẽ móc cho mình rộng hơn. Ngay chỗ hai cái phần yếm hai bên hông này, chúng ta sẽ tăng, chúng ta sẽ móc 4 mũi tăng. Ở đây 4 mũi và đây 4 mũi để tạo cái bụng nó sẽ to hơn chút xíu. Ở phần này chúng ta sẽ móc, các bạn móc cho mình 5 hàng. Là các bạn móc cho mình hàng đầu tiên á, hàng bắt đầu từ hàng thứ 10. 2 4 6 5 9. Hàng thứ 10 thì các bạn sẽ tăng, móc cho mình 4 mũi tăng. 4 mũi tăng bên đây, 4 mũi tăng bên đây. Sau đó thì chúng ta sẽ móc bình thường, cứ một hàng một mũi là một, một chân mũi là một mũi. Bắt đầu chúng ta sẽ tăng như thế này. Đây, để mình lấy nét cho các bạn dễ coi. Sau đó các bạn móc cho mình, các bạn sẽ móc 2 mũi tăng ở đây và 2 mũi tăng ở góc này. Tại vì phía này là móc, ở đây là cái mối nối á, nên chúng ta sẽ móc bằng 2 mũi tăng bên đây, 2 mũi tăng bên đây để nó đều với cái yếm nè. Còn bên đây thì chúng ta sẽ canh ở giữa hai cái hàng này nè. Các bạn canh ở giữa hai cái hàng này nè, móc 2 mũi tăng bên đây và 2 mũi tăng bên đây. Đó. Thì chúng ta được 4 mũi, 1 mũi tăng. Đây, như thế này. Này, bây giờ chúng ta sẽ móc 2 mũi tăng. Rồi các bạn cứ móc bình thường. Cái chân mũi kia là cứ một mũi như thế này, một chân mũi như thế này là một mũi kép. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng là được. Ủa, vậy móc như vậy cho đến bên đây, phía bên đây này là chúng ta móc mũi tăng các bạn. Đây, khi ở bên đây bạn móc 2 mũi tăng rồi, 4 mũi tăng rồi, sau đó bên đây chúng ta sẽ móc. Như ở đầu chúng ta móc 2 mũi tăng rồi, nên bây giờ chúng ta sẽ móc 2 mũi tăng còn lại ở đây để tạo thành 4 mũi tăng nha các bạn. Đây, 1 mũi tăng nè. Mũi tăng ở đây có nghĩa là 2 mũi của một chân nha các bạn. Đây, như thế này. Mình đang nét rõ cho các bạn dễ nè. Đây là 2 mũi của một chân như thế này. Sau đó các bạn kết hàng lại cho mình. Như thế này. Và chúng ta sẽ đắt tâm, bạn nhìn thấy cái phần bụng nó sẽ to hơn. Tiếp tục á, khi móc xong như thế này, rồi các bạn đây là 2, 4, 6, 8, 9, 10, thì các bạn móc thêm cho mình 4 hàng, 4 hàng như vậy nữa. Các bạn lưu ý, các bạn đo cho mình nè. Các bạn đo lên cho mình là tới đủ 22 cm như ở đây. Rồi các bạn móc thêm cho mình 2 hàng mũi kép nữa, có nghĩa là mỗi chân mũi là một mũi kép. Các bạn móc thêm cho mình 2 hàng
Ở đây thì mình móc sẵn xong rồi. Các bạn móc thêm này, ở đây là nhìn kỹ nhé. Nè, mỗi chân mũi là một mũi kép như thế này. Là cái hồi nãy chúng ta đã tăng một mũi rồi. Này, tăng ở đây 4 mũi, ở đây 4 mũi là 8 mũi tăng như thế này. Mà các bạn móc thêm 2 hàng nữa, tổng cộng chúng ta sẽ có 2 4 6 8 10 12 hàng như thế này. Các bạn lưu ý những cái phần đo các bạn ở chỗ cái phần xương ở chỗ cái vai á. Lúc mà các bạn đo xuống cái phần eo để chúng ta ở phần dưới chúng ta sẽ mặc váy á, các bạn cứ đo trước cho mình. Nếu nó đủ 22 cm rồi thì chúng ta sẽ dừng lại. Còn nếu các bạn của bé này giống như là lưng bé cao hơn xíu á, nếu mà nó dài hơn thì các bạn có thể móc hơn, hay là các bạn bé thấp hơn á, thì các bạn sẽ giảm cái mũi lại. Đó, giảm cái mũi ở phía trên đây nha các bạn. Giống như nếu mà thấp hơn thì các bạn sẽ giảm móc cho mình tầm từ 7 đến 8 mũi thôi, còn lại chúng ta sẽ móc mũi tăng đây. Còn cái bụng của bé nó to hơn á, này như thế này nè, đó sẽ to hơn. Rồi tiếp tục, rồi như thế này. Khi các bạn móc xong như thế này, nếu mà các bạn muốn bóp eo lại á thì bóp cái eo lại á, cái phần eo của bé cho nó nhỏ lại á, thì các bạn bóp. Không thì các bạn có thể giữ nguyên để mình sẽ móc cái phần váy. Ở đây á, váy á, lúc đầu mình cũng đã nói rồi, mình sẽ móc hai màu khác nhau. Đây, khi móc xong như thế này, các bạn sẽ móc đi cái phần cắt bỏ cái phần len trắng này đi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng len xanh, màu xanh da trời. Còn nếu mà các bạn muốn móc màu nào thì cứ tùy nha các bạn. Ở đây mình sẽ sử dụng màu xanh da trời cho bé. Cái phần len này nè, nó chú ý là nó rất đơn giản. Các bạn gút lại cho mình một gút luôn nha. Tại vì cái len này nó rất là nhỏ, với lại cái độ bám nó rất là nhiều. Nó sẽ bám hơn so với cái phần mà sợi len baby hoặc là len new á. Nên sợi này chúng ta có thể thắt gút. Các bạn cũng có thể sử dụng cái, nhưng mà các bạn móc sợi len kia, các bạn có thể sử dụng mấy cái loại nói thường, bình thường không sao. Do ở đây mình sử dụng len này nó dễ gút hơn, nó giống như chỉ vậy á, nên các bạn có thể sử dụng gút như mình. Rồi ở đây tiếp tục nha, các bạn móc lên, tiếp tục móc lên cho mình hai bính đây như thế này. Và đầu tiên á, các bạn sẽ móc bình thường, có nghĩa là mỗi chân mũi là một mũi kép bình thường, chúng ta sẽ không tăng nha các bạn. Các bạn móc lên cho mình cứ mỗi chân mũi là một mũi kép này như thế này. Đó, các bạn móc như vậy cho đến hết hàng giùm mình. Thì ở đây mình sẽ móc cái phần váy xòe. Các bạn lưu ý nha, nếu mà các bạn muốn váy của bé ý nó xòe vừa thôi á, thì các bạn cũng không tăng cái mũi á, không cần tăng nhiều. Còn muốn mà các bạn muốn cho bé váy của bé nó xòe nhiều thì các bạn có thể tăng lên để cái váy nhìn nó xòe, nó bồng hơn. Đây, khi móc xong một hàng chúng ta sẽ được như thế này. Tiếp tục ở đây mình sẽ cái phần váy á, xòe mình sẽ móc kiểu cánh quạt. Đầu tiên các bạn móc lên cho mình hai bính. Chúng ta sẽ bỏ chân bính ở đây, chúng ta sẽ móc ở chân bính thứ hai như thế này. Các bạn nhìn kỹ nha, các bạn sẽ móc một chân bính thứ hai cho mình như thế này, một mũi kép nè. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc thêm cho mình 3 mũi kép nữa, có nghĩa chúng ta sẽ móc 4 mũi kép vào chung một chân. Sau đó các bạn móc lên cho mình thêm một bính như thế này đó. Rồi các bạn 1, 2, 3, các bạn sẽ móc ở chân mũi thứ tư như thế này. Đây, sau đó các bạn cứ giống như ở cái phần đầu tiên này như thế này, các bạn thêm lên cho mình 3 mũi kép, có nghĩa là một trong mũi này chúng ta sẽ có 4 mũi kép nha các bạn. Sau đó tiếp tục các bạn lấy lên cho mình một bính. Rồi, chúng ta sẽ đây là 1, 2, 3. Đó, sau đó tiếp tục nè, chúng lấy lên một bính, sau đó các bạn đâm vào chiếc chân thứ tư như thế này. Đây, như thế này là một mũi kép. Bỏ qua ba chân nha các bạn, chúng ta sẽ đâm vào chân thứ tư.
Đó, tương tự như thế, các bạn cứ một trong mũi như thế này, chúng ta sẽ có 4 mũi kép. Rồi các bạn sẽ móc lên một bính, sau đó là chúng ta bỏ trống 3 chân mũi, chúng ta sẽ móc vào chân mũi thứ tư. Đó, các bạn cứ làm việc tương tự như vậy cho đến hết hàng. Ở đây mình sẽ không làm váy nó quá xòe, nên mình sẽ làm tương tự ở đây. Như giống như hàng đầu tiên, chúng ta sẽ móc thêm cho đến đủ 20cm là tới đầu gối của bé. Còn nếu các bạn muốn váy của bé xòe hơn thì các bạn cứ tăng thêm mũi. Có nghĩa ở đây chúng ta sẽ tăng hơn. Bắt đầu hàng dưới cùng thì chúng ta cũng giống vậy. Hàng thứ hai. Các bạn cứ tăng như vậy á. Giống như là mình sẽ móc tầm khoảng 3 hàng. Giống như vậy chúng ta sẽ tăng bắt đầu hàng thứ 4, thứ 5. Thì sẽ làm một chân mũi là một ô như thế này, là 5 mũi kép. Sau đó chúng ta cứ lên một bính như vậy để chúng ta tăng cái dần đều của hàng á, để cho cái vòng váy nó sẽ xòe hơn. Đó, các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng như thế này. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình hai bính. Rồi chúng ta sẽ đâm vào đây, ô ngay chỗ cái chân này như thế này. Các bạn vẫn tiếp tục móc ở đây, sẽ móc cho mình 3 bính, 3 mũi như thế này, 3 mũi kép nha các bạn. Tại vì ở đây chúng ta coi như tính được một mũi này. Mình tiếp tục, các bạn lấy cho mình một bính. Thay vì chúng ta sẽ đâm ở ngay chỗ chân mũi, chúng ta sẽ đâm một ô trống như thế này. Các bạn vẫn tiếp tục móc cho mình 4 mũi kép chung một ô như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ lên một bính. Đó, các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến khi các bạn đo đủ vừa cái váy, như là tới đầu gối hoặc là các bạn muốn nó dài hơn. Này, như thế này. Đó, các bạn cứ móc như vậy. Cứ 4 chân. Này. Cứ 4 mũi kép là chung một chân, có 4 mũi kép là chung một chân. Các bạn làm như vậy cho đến hết hàng. Sau đó các bạn cứ làm, khi làm các bạn đo thì đủ 20cm là nó sẽ tới đầu gối của bé nha các bạn. Không thì các bạn có thể dùng thước đo từ cái phần eo cho đến xuống cái phần đầu gối, tùy mỗi bé. Rồi, bây giờ các bạn thì như vậy nè, như thế này. Ở đây lúc đầu mình đã nói rồi, do mình muốn móc cho nó xòe như thế này đó các bạn, nên ở đây 7 hàng đầu mình móc là 4 ô, tiếp tục là mình móc 5 mũi 1 ô, sau đó là mình móc 6 mũi 1 ô. Ở đây mình móc màu đậm hơn là do cái màu xanh da trời này mình nó hết đột ngột, nên mình thay vào màu xanh dương nha các bạn. Các bạn cũng có thể móc chung một màu. Mình xin lỗi nhanh nay giọng mình hơi bị khàn ý. Đây, như thế này. Để mình móc xòe, các bạn hãy móc đứng như thế này cũng được, không cần xòe. Nhưng mình móc cho nó xòe đẹp như thế này. Các bạn cũng thể xòe như thế này nè. Đây nè. Tổng ở đây là khoảng 20cm. Thì các bạn móc có thể từ 5 cho đến 7 mũi 4 ô một chân. Sau đó tiếp tục là các bạn móc cho mình là 6 đến 7 với hàng là 5 mũi một chân. Tiếp tục các bạn móc những mũi còn lại là 6 mũi chung một chân. Rồi các bạn sẽ lấy thước đo để đo từ đây đến chiều dài nữa nè, là 20cm là hoàn thành xong cái váy. Tiếp tục ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái viền cho chân cái váy phía dưới đây nè. Ở đây mình sẽ sử dụng cái viền màu trắng giống như ở phía trên cái áo vậy, để nó nổi bật luôn cái phần cái váy luôn. Cái giọng mình hơi bị khàn á, nếu mà có nhỏ quá các bạn tăng volume lên nha. Do mình đang bị cảm nên giọng nó hơi khàn, nó nói nghe sợ các bạn nghe không rõ. Mình thắt nút lại mới được. Các bạn nói lại cho mình nha.
Đây khi chúng ta nối lại xong như thế này, các bạn móc cho mình lên hai bánh. Các bạn móc cho mình ở đây sẽ sử dụng mũi nửa kép nha các bạn. Mình sẽ móc mỗi chân mũi ở đây là một mũi nửa kép như thế này. Chúng ta không tăng hay giảm mũi như các bạn, tại vì chúng ta chỉ móc cái viền thôi. Ở đây cái váy chúng ta đã móc kiểu rồi nên cái viền mình không cần móc kiểu nữa. Rồi, như thế này đó, các bạn tương tự như vậy đó. Các bạn móc cho mình, nếu mà các bạn muốn cái viền nó dày á thì các bạn có thể móc cho mình tầm khoảng 2 hàng, nếu mà muốn nó mỏng ấy thì các bạn có thể móc 1 hàng cũng được, không sao. Ý là nếu mà cái chân váy các bạn đã móc dài rồi á thì các bạn nên móc 1 hàng thôi, còn nếu mà cái váy cái chân váy các bạn nó ngắn á thì các bạn móc 2 hàng đi, để cái váy nhìn nó dài hơn, nó sẽ không quá ngắn so với bé. Đây này, chúng ta chỉ móc mỗi 1 hàng như thế này thôi nha các bạn. Chúng ta móc xong cái phần viền như thế này, ở đây mình chỉ móc cái phần viền một viền thôi, tại vì cái phần váy áo mình cũng đã ấy dài rồi, mình không cần ấy dài hơn nữa, tại vì ở đây bé nó không tầm cỡ như đây thì vừa nha các bạn. Tiếp tục chúng ta sẽ móc cái phần dây áo. Phần dây áo thì đơn giản, mình không có nói luôn, tại vì phần dây áo này các bạn cứ móc lên cho mình 82 bính, 82 bính, và chúng ta sẽ móc mũi nửa kép trên cái dây bính này như thế này các bạn. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục sẽ móc viền, cái viền cho cái áo. Chúng ta sẽ móc một mũi dời này, để này một mũi dời vào đây. Thì cái phần này nó hay chúng ta hay làm rồi nên mình không cần hướng dẫn cái phần dây áo nữa. Tiếp tục các bạn móc cho mình cái phần lấy lên cho mình 2 bính này, rồi sau đó móc cho mình ngay cái chân bính mà chúng ta móc ấy, móc cho mình thêm 3 mũi nửa kép. 3 mũi nửa kép nữa thì chúng ta sẽ có 4 mũi như thế này đó. Sau đó các bạn bỏ cho mình một ô trống, móc vào ô chân thứ hai. Tương tự chúng ta sẽ móc vào chân thứ hai sẽ là 4 mũi nửa kép chung một chân. Rồi đây như thế này đó, tương tự như vậy, cứ các bạn cứ bỏ một ô trống, các bạn bỏ một cái chân trống, sau đó móc vào chân thứ hai 4 mũi nửa kép, 4 mũi nửa kép chung một chân. Các bạn như móc như vậy cho đến gần hết hàng. Chúng ta sẽ chừa một ô như thế này để các bạn móc cho mình tiếp tục, sẽ móc lên 82 bính, 82 bính, xong đó chúng ta sẽ móc mũi nửa kép nha các bạn. Chiếc váy nó sẽ như thế này, mình zoom lên cao cho các bạn dễ nhìn nha. Đây đó, như thế này, để chiều dài đi đây đó, như thế này. Cái phần dây này, đây là cái phần viền này, các bạn cũng có thể viền luôn cái phần phía sau, nhưng mình thấy như vậy nó sẽ rất bị gồm gà, mình không có viền, chỉ viền phía trước đây với phần dây cột này như thế này thôi. Đây cái phần dây này nó sẽ dư cho các bé tầm khoảng 1 tuổi rưỡi, hơn 1 tuổi rưỡi đến gần 3 tuổi các bạn. Đây cái viền như thế này đó, các bạn thấy có xinh không? Ở đây mình có làm luôn một cái phần nơ này như thế này nè, để mình, các bạn cũng có thể làm cái phần nơ đính cái áo nhìn cho không có bị quá đơn giản. Có thể các bạn cũng có thể không cần, tại vì các bạn nhìn này, hai màu của cái váy trắng nhìn nó được rồi. Do ở đây mình thấy phần đen dư á, mình thành phần cái nơ này thôi. Nhưng mà các bạn thấy như vậy đã được rồi, chúng ta không cần làm nơ này. Đó, mình quay kỹ cho các bạn này, các bạn thấy có xinh không? Đó, đấy, như vậy thì mình đã móc xong cái váy cho bé rồi. Một cái váy yếm, đây là phần phía sau này đó. Nếu mà các bạn thấy dành cho bé móc bé lớn hơn, các bạn cứ tăng mũi như lúc đầu mình đã hướng dẫn ấy. Đây, như vậy đã hoàn thành xong cái váy. Các bạn thấy có đẹp không? Nếu các bạn thấy hay và hữu ích, các bạn hãy like, share và subscribe kênh mình nhé, để ủng hộ mình ra một những video tiếp theo mới hơn. Nếu mà các bạn muốn mình làm hướng dẫn áo hay nón hay váy gì đó, các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ, nếu trong cái khả năng của mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn và hẹn gặp lại.
Bye bye.